Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber. Các bạn thân mến, gần đây Việt Nam đã lần đầu tiên giới thiệu hệ thống tên lửa phòng không Spider trong triển lãm Việt Bắc ở Thái Nguyên, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều cơ quan truyền thông trong và ngoài nước. Như thường lệ, các tờ báo mạng lớn của Trung Quốc như Sohu, Thấu Théo cũng đặc biệt quan tâm đưa tin và bình luận. Trong một bài viết gần đây nhất, tờ Thấu Théo đăng một loạt ảnh chi tiết về loại tên lửa mới được ra mắt của Việt Nam, kèm theo nhận xét rằng lãnh đạo quân đội Việt Nam đã quên bài học ở Syria. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị theo dõi những phân tích của bài báo trên tờ Thấu Théo. Cụ thể bài báo như sau: ngày 22 tháng 12 năm 2019, quân đội Việt Nam tổ chức hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm thành lập quân đội. Trong đó, có những vũ khí lần đầu tiên được công khai giới thiệu, đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không Spider mới nhập khẩu từ Israel năm 2016 khiến mọi người chú ý. Nghe nói hệ thống phòng không Spider có thể nhanh chóng trinh sát và tiêu diệt các mục tiêu trên không tầm trung và tầm gần, bao gồm máy bay cánh cố định, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí dẫn đường chính xác. Hệ thống Spider sử dụng khung gầm là xe tải đặc chủng HX-77 hoặc là HX-58. Loại xe này có khả năng cơ động tác chiến trong mọi thời tiết. Tuy nhiên, xét đến việc cơ sở giao thông còn chưa hoàn thiện của Việt Nam, lại cộng thêm nhiều mưa gió và bùn đất phá hoại, Spider có thể phát huy hết sự cơ động linh hoạt hay không vẫn còn khó nói. Theo truyền thông, Việt Nam đã mua một lần 250 quả tên lửa, gồm 125 quả phòng không tầm trung Derby và 125 quả tầm gần Python 5. Trong số đó, có 40 quả đạn là phiên bản huấn luyện, mỗi loại 20 quả, để nhanh chóng huấn luyện làm chủ trang bị và đạt sức mạnh chiến đấu. Quân đội Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng vào hệ thống Spider, mong muốn dựa vào loại tên lửa này uy hiếp đối thủ nhằm bảo đảm lợi ích đạt được. Một xe phóng Spider SR mang 4 quả tên lửa, trong khi một xe phóng Spider MR mang 8 quả. Loại SR là tầm ngắn, có tầm bắn xa tối đa 20 km và độ cao tối đa 9.000 m, còn loại MR có tầm bắn xa tối đa 50 km và độ cao tối đa 16.000 m. Radar LM2084 là con mắt thần của hệ thống phòng không Spider. Loại radar 3 chiều băng tần S này có thể hoàn thành nhiều loại nhiệm vụ như chỉ dẫn cho tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu hoặc phát hiện mục tiêu tấn công đường không. Nghe nói từ lúc phát hiện, xác nhận mục tiêu cho đến khi phóng tên lửa, thời gian phản ứng không quá 5 giây. Cự ly hoạt động tối đa của radar LM2084 là 330 km, có khả năng quét sóng 360 độ, có thể đồng thời theo dõi, xử lý 200 mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa tấn công 20 mục tiêu trong số đó. Truyền thông Việt Nam nói rằng, thông qua việc bố trí hỗn hợp hai loại tên lửa này, Spider có thể tạo thành một vùng phòng không đường kính 120 km. Tuy nhiên, lãnh đạo quân đội Việt Nam dường như đã quên một sự kiện. Đó là trong hệ thống tác chiến tổng thể vẫn còn tương đối lạc hậu, hiệu suất tác chiến của một hai bộ phận tiên tiến sẽ khó tránh được việc bị suy giảm đi nhiều. Bài học đau xót này đã xảy ra ở rất nhiều quốc gia, chẳng hạn như Syria. Đất nước này có cái được gọi là mạng lưới phòng không lớn mạnh nhất Trung Đông và còn trang bị cả tên lửa S-300, Panzer S-1 cùng các radar chống tàng hình, nhưng vì sức mạnh quân sự tổng hợp lạc hậu cho nên khó đương đầu được với các đợt không kích luân phiên của Israel. Quý vị thân mến, trên đây là bình luận của tờ Thấu Théo với tên lửa Spider của Việt Nam. Thực ra luận điểm này là điều không có gì mới trên báo chí Trung Quốc. Trong mấy năm qua, tôi đã gặp rất nhiều ý kiến kiểu này khi họ bình luận về một số loại vũ khí mới của Việt Nam. Tất nhiên về mặt lý thuyết thì điều này không hề sai. Trong một cỗ máy cơ bản lạc hậu, dù có thay thế vào vài bộ phận mới và hiện đại, thì rõ ràng nó không thể phát huy hiệu suất. Tuy nhiên, trong trường hợp mối liên quan của một loại vũ khí tương đối tiên tiến trong một chỉnh thể quân đội tương đối lạc hậu thì lại không hoàn toàn theo lý lẽ đó. Điều này Việt Nam chúng ta đã có trải nghiệm. Cụ thể là Việt Nam từng có hệ thống phòng không được gọi là mạng lưới phòng không hiệu quả nhất thế giới trong cuộc đối đầu với không quân Mỹ từ giữa thập niên 1960 tới năm 1972. Lúc bấy giờ tên lửa SAM-2 là tương đối tiên tiến, nhưng đặt trong cả hệ thống chỉ huy kiểm soát liên lạc tình báo của Việt Nam thì cũng là tình huống cái hiện đại đặt trong một hệ thống tương đối lạc hậu. Mặc dù vậy, nó cũng vẫn chiến đấu tốt, bắn rơi được máy bay B-52
và nhiều máy bay hiện đại khác của Mỹ. Bên cạnh đó, có một điều đáng lưu ý nữa là trong tổng số máy bay Mỹ bị bắn hạ trên miền Bắc, thì loại vũ khí bắn hạ được nhiều máy bay nhất lại không phải là tên lửa, mà là các loại pháo phòng không mà người ta tưởng là đã lỗi thời trong kỷ nguyên tên lửa. Điều thú vị nữa là với thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, Việt Nam đã bắn rơi được máy bay F-111 cánh cụp cánh xòe hiện đại nhất của Mỹ bằng cả các loại súng bộ binh như súng máy 12 ly 7. Minh chứng cho vấn đề này là đêm 16 tháng 10 năm 72, dân quân tỉnh Vĩnh Phúc dùng súng máy 12 ly 7 bắn rơi một chiếc F-111. Đặc biệt, trong chiến dịch dùng B-52 tấn công Hà Nội tháng 12 năm 1972 của Mỹ, có đến 5 chiếc F-111 bị bắn hạ, trong đó có 2 chiếc bị bắn hạ bằng súng máy phòng không. Một chiếc bị dân quân tự vệ tỉnh Hà Tây cũ bắn hạ bằng súng 12 ly 7 đêm 20 tháng 12 và một chiếc bị dân quân tự vệ Hà Nội bắn hạ bằng súng 14 ly 5 đêm 22 tháng 12. Câu chuyện về F-111 cho thấy rằng đôi khi cái hiện đại về máy móc này có thể khắc chế cái hiện đại về máy móc khác nhưng lại bị hạ gục dưới tay một cái có vẻ cổ lỗ về máy móc nhưng sáng tạo về cách làm. F-111 có khả năng bay bám địa hình ở độ cao thấp, cho nên radar của tên lửa rất khó bắt được nó. Tuy nhiên, F-111 bị hạ gục vì người Việt nhanh chóng phát hiện ra một nhược điểm của nó, là vì nó bay thấp để trốn radar, cho nên nó phải bay theo đường bay cố định mới có thể bám được địa hình mà không đâm vào núi. Từ sự phát hiện này, Việt Nam đã tổ chức những trận địa đón lõng trên đường bay đó của F-111. Nói cách khác là những trận địa mai phục trên những nơi mà người ta tin chắc rằng F-111 phải bay qua nếu nó mò vào. Về trường hợp của Syria, những năm qua, lực lượng phòng không của nước này đã có một số thất bại đau đớn trước Israel mà truyền thông cả thế giới đã đưa tin. Trong đó, điển hình như vụ một tổ hợp tên lửa phòng không Patriot S-1 của họ bị không quân Israel tiêu diệt và công bố video hiện trường cho cả thế giới xem. Vấn đề vì sao hệ thống phòng không của Syria đã hoạt động không hiệu quả thì từ ngày 20 tháng 3 năm 2018, tờ USA Today của Mỹ đã có một bài viết phân tích. Bài báo của họ có tiêu đề: Vì sao phòng không Syria không thể đánh chặn dù chỉ là một quả tên lửa đơn lẻ bắn đến? Trong phần phân tích, bài báo dẫn lời chuyên gia David Deptula, một tướng không quân 3 sao đã nghỉ hưu của Mỹ, cho rằng Syria được trang bị một hệ thống phòng không tương đối phức tạp nhưng thiếu đào tạo, chỉ huy và kiểm soát và các nhân tố con người khác có thể là lý do giải thích sự thất bại. Viên tướng này nói, nó không chỉ là vấn đề khả năng vật lý của hệ thống phòng không, nó là vấn đề về con người, những người đang vận hành hệ thống đó. Các bạn thân mến, chúng ta biết rằng quân đội Mỹ là một quân đội có trang bị tốt nhất thế giới hiện nay và họ cũng nổi tiếng là quân đội áp dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào các hoạt động quân sự. Thế nhưng khi một vị tướng 3 sao của không quân Mỹ đã phải nói đến yếu tố con người trong thất bại của Syria, thì điều đó phản ánh hai vấn đề. Thứ nhất là những người vận hành hệ thống phòng không ở Syria đang có vấn đề nào đó và không thể khai thác phát huy hết khả năng của những hệ thống mà họ có. Thứ hai là ở góc độ nói chung, không riêng gì một trường hợp Syria, thì yếu tố con người sử dụng vũ khí là một vấn đề rất quan trọng. Thực tế hàng ngày hàng giờ, chúng ta đều có thể nhìn thấy những ví dụ rất sinh động trong cuộc sống về yếu tố con người trong sử dụng máy móc công cụ, nhưng thường thường là rất nhiều người luôn quên. Ví dụ cũng là một cây đàn, có người đánh lên khiến thiên hạ như mê mẩn tâm hồn, nhưng có người đánh lên thì người ta cảm thấy như đấm vào lỗ tai. Cũng là quả bóng tròn, cầu thủ Quang Hải, Hoàng Đức có thể sút những pha bóng cực kỳ đẹp mắt vào lưới đối phương, nhưng chúng ta thì không thể sút vào lưới, chứ chưa nói đến đẹp. Trong hoạt động quân sự cũng vậy, các tính năng của khẩu súng là giống nhau, nhưng trình độ sử dụng của người sử dụng súng thì khác nhau. Sự quyết tâm và yếu tố tinh thần của mỗi người cũng khác nhau. Do đó, khi nói đến việc trang bị vũ khí mới, chúng ta thường nghe người ta nói rằng cần thời gian để hình thành sức chiến đấu. Khái niệm hình thành sức chiến đấu có nghĩa là sau khi tiếp nhận vũ khí mới, người ta phải tổ chức huấn luyện để bộ đội thao tác thành thục các vũ khí đó là bước một. Tiếp đó, xây dựng chiến thuật để sử dụng vũ khí đó trong những tình huống khác nhau và tập luyện cho thuần thục là bước hai. Nhưng hai bước này cũng chỉ mới là hai bước cơ bản, đủ để gọi là làm chủ vũ khí trang bị. Còn một bước nữa mới có thể chạm đến sự tuyệt luân, đó là phải hợp nhất được con người với vũ khí trang bị. Nói đến điều này có thể nhiều người cho là huyễn hoặc, nhưng trong bất kỳ ngành nghề nào cũng đều có cảnh giới như vậy. Trong hồi ký của các phi công quân sự Việt Nam,
Tôi đã từng nghe có người viết rằng phải rèn luyện đến khi nào cảm nhận được máy bay như cảm nhận được những bộ phận trên cơ thể mới có thể chiến đấu. Đến cảnh giới này thì máy móc công cụ dường như đã trở thành cánh tay nối dài của con người. Người ta có thể cảm giác được qua nó. Khi đó, người ta không phải là những người vận hành máy móc nữa, mà có lẽ đã trở thành nghệ sĩ nhảy múa với vũ khí. Và cũng lúc đó, người ta có thể cùng vũ khí làm ra những việc vượt ra ngoài tính năng thiết kế của vũ khí trang bị. Chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.